Phương Phương xin chào các bạn. Nào Xuân Si xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Xin chào các anh chị. Ôi, các bạn ơi, hôm nay bố mẹ con mình sẽ mở hộp đồ chơi các bạn cùng coi nha. Chúc bạn đại dương là hai hộp đồ chơi rồi nha. Ghê chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có hai hộp màu xanh và màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lật lại. Đây là bạn Doraemon, còn đây là Hiroshi ha. Bạn Ruby chọn màu hồng, bạn Bunny thì chọn Doraemon. Rồi bây giờ mình sẽ bóc từng hộp một nha. Rồi cho hai bạn tự bóc luôn. Một hộp nha. Đây là gì đây? Một cái túi xách Doraemon. Đây để mình bóc ra nha. Túi sách luôn cho hai bạn Ruby và Bunny, tha hồ điệu các bạn ạ. Cái này mình có thể mình sắp đi chơi được nè. Rồi đây chúng ta sẽ coi trong có cái gì nha. Chúng ta sẽ có một ngăn thôi các bạn ạ. Một ngăn đựng đồ cũng rộng lắm. Trời ơi, sushi đòi. Và có một cái chuông nè các bạn. Rồi, sushi đeo vô nè. Wow. Sushi đang đòi ngắm trước đã, sushi chưa muốn đeo. Rồi, ok. Đây. Wow, dễ thương quá à. Trước mặt mẹ Dương là hai cái túi xách. Rồi, tiếp tục để mẹ Dương giúp bạn Ruby lấy cái búp bê này ra nha. Cái gì bạn sushi cũng thích các bạn ạ. Túi cũng thích, xong rồi giờ búp bê cũng thích luôn, dành luôn của chị Ruby luôn. Đó, búp bê này sẽ có đi kèm một đôi giày màu hồng nữa. Đây đôi giày. Rồi tới Bunny, mẹ lấy cho Bunny nè. Ô, em nói gì vậy? Các bạn Bunny thì người ta mang hẳn cái đôi giày vào trong chân cho búp bê luôn rồi nè. Từ. Cái này giống như là búp bê bên mùa đông á các bạn, đi trượt đi tuyết trời lạnh á nên phải mang vớ nè. Qua wow, có khớp luôn các bạn ơi. Búp bê bự mà có khớp luôn nè. Rồi tay coi, tay cũng có khớp luôn. Đó, có khớp tay luôn. Khớp bàn tay và khớp khuỷu tay luôn nè. Và đồ là rất là ấm áp luôn. Đó. Cái nón hình con mèo luôn nè. Sushi á hả, hay giành đồ chơi của hai chị lắm. Sushi hư quá à. Đây của Sushi nè, cái vỏ nè. Đó, đẹp chưa. Đó, mẹ xem con búp bê của Bunny coi. Còn đây chúng ta cùng nhìn cái con búp bê của các bạn thấy không? Mẹ Dương. Mẹ Dương chưa kịp review luôn. Cứ giành thôi. Rồi Bunny tự review cái búp bê của mình đi. Có khớp đâu, con bật cái khớp cho mẹ coi nè. Khớp chân. Mình có vén cái quần được không? Vén cái quần lên, đúng rồi. Vén cái quần lên để khoe cái khớp cho các bạn coi. Đó, con này, con búp bê này cũng có khớp giống như của Ruby luôn. Rồi bạn Ruby muốn mang giày vô. Rồi, hai chiếc. Ôi, mẹ Duyên, tôi mẹ Duyên tạo dáng. Cho thử thách Ruby và Bunny tạo dáng cho búp bê xem bạn nào tạo dáng hài hước hay nhất. Ok không? Ha. Rồi, tạo dáng làm sao mà nhìn hài hước thú vị mà nhìn mắc cười á. Được không, Sushi? Được không? Được. Thế là vô tình tự nhiên có hai cái túi mốt mình đi chơi mình đeo vô. Mẹ Dương đeo vô nha. Rồi, mẹ Dương đeo hai cái luôn. Điều không? Túi này Tết mình đi mình đựng tiền lì xì cũng được ha. Túi có hợp lý. Trời ơi, rộng lắm, đựng được quá cái tiền luôn á. Rồi, bây giờ thử thách tạo dáng của Doraemon và Hello Kitty xin phép được bắt đầu. Xin mời hai bạn Ruby và Bunny. Rồi.
Rồi bây giờ các bạn hãy thỏa sức tạo dáng đi nha. Đừng để Sushi làm cái phân công nha. Con để chị đang thi. Chị đang thi với chị Ruby á. Đợi xíu, đợi xíu. Chị Vani làm xong rồi chị Vani cho con mượn ha. Ok không? Ha. À, bây giờ Sushi đi chơi đi. Sushi đeo giỏ, Sushi đi chơi đi. Ừ, đúng rồi. Đây bạn Vani được chưa? Khi nào mà con xong rồi con để nó giúp giữ cho mẹ nha. Bạn Sushi cứ đi qua đi lại hoài. Phá ghê luôn á. Rồi các bạn ơi, bạn Vani đã nộp bài cho mẹ Dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi cái thế mà bạn Vani lựa chọn nha. Đây, cái thế của bạn Vani là sẽ quỳ gối và ngửa đầu ra. Ồ, hứng ánh nắng, hứng cơn mưa. Hứng cơn mưa tới trước mặt mình hoặc là đón ánh bình minh. Ồ, kiểu dạng như vậy các bạn ạ. À. Rồi, còn bạn Ruby. Bạn Ruby là cái chân, một cái chân thì sẽ quỳ cái gối xuống và cái chân này sẽ phải đưa lên. Hai tay cũng dang ra. Đó, giống như Vani. Rồi, bắt đầu hai bạn từng người một sẽ ra thực thi. Thực thi theo hình của T nha. À, mẹ xem đúng nha. Cái người thì phải ngửa nó một tí xíu. Ngửa một tí xíu. Ngửa về sau một tí xíu. Ok, đúng rồi. Đón ánh nắng bình minh và đón những cơn mưa. Ok. Rồi tới lượt bạn Ruby. Hồi nãy là bạn Ruby vậy nè. Một cái chân là quẹo, còn một cái chân là đưa lên. Rồi xin mời bạn Ruby bắt đầu. Rồi, hai tay thẳng ra luôn nha. Giống quê nè. Đó, hai tay thẳng ra luôn. Đúng rồi, cái chân quẹo xuống một tí. Đúng rồi, chân này thẳng ra. Rồi tới lượt Sushi, Sushi làm đi. Sushi làm không? Các bạn ơi, vậy là hôm nay, à quên. Rồi bây giờ Vani đứng lên xoay một vòng, vừa ôm phút B và vừa đeo cái giỏ lên. Rồi. Rồi hai bạn đi dạo vòng này xem có cái túi đẹp không. Vậy là video clip giới thiệu hai bộ phút B Doraemon và Hello Kitty có khớp của gia đình Phương Phương đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.